Xin chào quý vị và các bạn, rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn, cuộc sống Đức U70. Các bạn ơi, đây là vô gia cư ở Đức đây nhá. Mùa hè là người ta cứ ngủ như này, ngủ vạ ngủ vật ở dưới gốc cây, rồi là ở bãi cỏ, hoặc là toilet, hoặc là bất kể chỗ nào. Và mùa hè nó ấm và không mưa là người ta chỗ nào người ta cũng có thể nằm được. Đấy, các bạn có thể xem. Ok, vô gia cư đây cả nhà ơi, cả nhà nhìn vô gia cư ở Đức này, không nhà không cửa đấy, ngủ gốc cây. Mùa hè này thì ngủ đâu cũng ngủ, mùa đông thì họ mới ngủ toilet, thì ngủ gầm cầu rồi, nhưng mùa hè là ngủ khắp nơi đấy các bạn. Xem, mời các bạn xem nhé, vô gia cư ở Đức đấy. Không phải là ở Đức ai cũng giàu, họ có chế độ nhưng mà họ không thích. Họ thích cuộc sống như thế này đấy các bạn. Ngủ thế này họ ngủ được, mình thấy ngứa nó không chịu nổi. Mọi người đi lại tấp nập bình thường, nhưng mà họ cứ quay thường, họ cứ nằm thế thôi. Không ai nằm gì. Nhiều lúc mình quay á, dân có người họ mắng đấy, họ không cho quay đâu. Họ bảo vệ lắm. Nhưng có người họ nói thì mình không dám quay, nhưng họ không nói thì mình quay. Cuộc sống không đơn giản. Đây các bạn ơi, ở Đức đây nó có rất là nhiều kiểu ăn xin. Đây là một dạng ăn xin này, đánh đàn này. Nó là người nước ngoài, không phải người Đức đâu cả nhà. Đây nó rất là, đây là trung tâm, nó vui lắm. Chợ càng ngày càng hết người các bạn. Ngày xưa bán hàng ra tận cổng rồi, bây giờ không còn nữa. Bây giờ còn ít ít người bán hàng thôi. Họ thôi rồi, họ không bán hết rồi. Kinh tế Đức càng ngày càng khó khăn đấy cả nhà. Đây ăn xin ở Đức đây cả nhà ơi. Nấy ít mắc chứ, nấy ít mắc Trasse. Ăn xin ở Đức đấy cả nhà. Nó rất nhiều, nhiều dạng ăn xin đấy. Ngồi với con chó là còn để cái chảo để đựng tiền nữa. Đa số là ăn xin ở Đức là ngồi với con chó cả nhà. Đây cả nhà ơi, ở Đức là xe bị có vấn đề là người ta phải bật 4 đèn, 2 đèn sau, 2 đèn trước. Cái xe trắng kia và cái nó gọi là tài xế màu đỏ kìa, là cách xa kia đấy chục mét, khoảng chục mét hay hơn đấy các bạn đấy. Nó không phải lấy cành cây như ở Việt Nam đâu nhé. Mời các bạn nhìn này, đây là trẻ con ở Đức đây, toàn những người từ 8 tuổi đến 17, 18 tuổi, chỉ có ăn chơi như này thôi, hưởng chế độ của Đức. Thanh niên không phải làm gì mà toàn người nước ngoài, không có một thằng nào là người Đức cả. Đây chẳng phải 3-40 thằng đấy các bạn, 3-40 đứa, cả con trai con gái. Suốt ngày chỉ ăn chơi mới đi uống như này thế này, chơi đàn đúm đấy các bạn nhìn, rất là đông. Nó không phải làm cái gì các bạn ạ, chỉ có ăn mới chơi, ăn chế độ của Đức và chơi, không có làm cái gì hết, đàn đúm, uống bia rồi là hút thuốc. Một lũ thanh niên nó lấy cái cấy của mình, nó nghịch, nó kéo, nó nghịch về nhà, nó đùa, nó nghịch. Đây, rất nhiều kinder phải đấy. Rất nhiều trẻ con, phải đi mấy chục thằng, mấy chục đứa, cả con gái con trai đây cả nhà. Đấy, nhìn nó không phải làm gì hết, đi chơi ăn hút uống. Đấy, Hommet ở Đức đấy cả nhà. Mỗi người ngủ một ghế băng ở đêm ngoài trời ấy. Hôm nào mà không trời mưa thì ngủ gốc cây, ngủ ghế băng, ngủ ghế gầm cầu, rồi ngủ trong toilet. Ngủ rìa các cái cửa hàng, chỗ nào cũng có thể ngủ được.
Đây một nước này nhà. Mình gặp mình quay, nhưng mà cái lúc mình đang quay mình không dám nói, đi rồi mình mới nói. Nói nhỡ nó tỉnh nó mắng. Không dám nói cả nhà. Quay không biết cho cả nhà xem. Người Đức đây cả nhà ơi. Mới đầu nằm trên ghế sau lăn đất này, say bia quá. Uống nắm bia vào lăn trời nắng như này. Mà uống xong nôn mửa ra lăn ở đây này. Cuộc sống họ nó quá sướng, đủ giấy tiền nong cho nhà nó. Cả nhà ơi, đây là vô gia cư ở Đức đây. Trời mà không mưa gió là lăn ra bãi cỏ ngủ này, rồi ghế băng này, chỗ nào cũng có thể nằm được. Sợ thật ấy. Mà họ không bị ngứa ngáy. Đấy, các bạn thích xem vô gia cư ở Đức đấy. Homemade đấy cả nhà. Nó có nhà nhưng mà nó không muốn ngủ ở nhà đấy. Nó ra đường nó ngủ, nó nằm bãi cỏ này nó không ngứa tài thật ấy. Đức người ta rửa đường đây cả nhà. Đường bẩn tí nó họ rửa đây. Cái xe làm đường thường là màu vàng. Cái người rửa đường mua kìa. Họ thấy mình quay, họ nhìn đấy. Đức là khó lắm, người ta không muốn cho quay đâu. Hôm nay không hiểu tại sao mà không có bút, không có tàu điện. Đến 14 giờ hình như nó biểu tình như sao ấy. Đấy, và rửa đường đấy. Cái chỗ nào bẩn người ta rửa đấy cả nhà. Đường ở Đức thì lúc nào cũng sạch sẽ. Hello cả nhà ơi, hôm nay là kiểu ở đường tàu điện này, mini xe bus là họ đình công nhá, họ đình công đòi tăng lương đây ở Đức đây các bạn này. Nên là không có tàu điện chạy, mà không có xe bus thì không biết là những người đi làm cơ quan thì họ làm kiểu gì, hay họ phải gọi taxi hay là họ nghỉ vô lau thì mình không biết. Nhưng mà đây họ đình công nghỉ hết trắng trơn luôn, đến 14 giờ thì bắt đầu nó mới lại chạy lại. Ở Đức này là nó có quyền bất kể ngành nghề gì, nghề giáo viên hoặc là nghề làm đường, nghề tàu điện, tàu hỏa, nghề bưu điện, tất cả nghề gì người ta muốn tăng lương người ta có quyền đình công, người ta không chạy không làm mà là phải tăng lương cho người ta thì người ta mới làm đấy. Cho nên là ở Đức nó có cái hay, không biết là Việt Nam có như thế không, đình công luôn, không làm, không chạy các cái tàu hỏa cũng thế. Nếu mà mua vé đúng vào cái ngày đấy thì không biết là mình lên như thế nào. Cái đấy mình cũng không biết, nhưng mà nói chung là tất cả các ngành nghề gì người ta cũng có quyền đình công, người ta nghỉ. Biểu tình đình công đòi tăng lương, giảm giờ làm đấy các bạn ở Đức đấy. Cho nên là không có bus, nó thông báo là cái biển nó thông báo kìa, là không có bus, không có tàu điện đến 14 giờ các bạn. Cái biển nó nói đây. Keine Bahn und keine Bus. Đến tận 14 giờ đấy các bạn. Đấy. Cái này là cái mà người ta biển giờ tàu đấy, nhưng mà về hôm nay là người ta nói như này để cho mọi người dân biết. Zu Beginn Fahrzug 14 giờ aus dem Komplett auf Fahren hier. Chạy nhanh quá. Đấy các bạn. Đức có rất nhiều cái hay.